Xin chào bác, xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Và cuối năm thì rất nhiều các bác và anh em chọn lựa trong phòng hát gia đình của mình những bộ mic không dây cao cấp. Và đặc biệt bên cửa hàng Tùng Audio đang có bộ mic Shure UG8 phiên bản huyền thoại mà em nghĩ các bác và anh em nên tham khảo qua dù chỉ một lần với mẫu Shure UG8 này. Với mẫu này thì tại sao nó đang hot và không phải ở thời điểm hiện tại cũng như là ở thời điểm năm kế tiếp? Bởi vì cái mẫu Shure UX8 này nó là một cái mẫu mic không dây có thể nói là huyền thoại, được rất nhiều các bác và anh em đang làm sự kiện chú ý và chú tâm đến mẫu Shure UX8 này. Và không những thế, những người đang sử dụng với mẫu Shure UX8 với phòng hát gia đình là những người biết chơi âm thanh. Đấy, tại sao em nói như vậy? Bởi vì những người chơi Shure UX8 thường thường là những bác khách hàng đã tham khảo rất nhiều những mẫu mic khác nhau và đã sử dụng qua rất nhiều những cái mẫu mic không dây ở trên thị trường rồi, và cuối cùng chốt động lại một câu, đó là mic Shure UX8 huyền thoại vẫn là mẫu mic đỉnh nhất của phòng hát gia đình. Và bên cạnh đó thì Shure UX8 ở thời điểm hiện tại giá thành hợp lý với người dùng nữa, 2.300.000 đồng một con Shure UX8. Em nghĩ đây là mức giá quá rẻ so với một con mic chất lượng như thế này ở thời điểm hiện tại cho anh em. Và ở dịp cuối năm thì các bác biết rồi, rất nhiều anh em đang trang bị cho mình những bộ phòng hát gia đình và những bộ mic không dây, thì hiện tại bên Tùng Audio đang bán rất nhiều và có Shure UX8 để anh em chọn lựa rất nhiều ở thời điểm cuối năm này. Và số hàng thì lại không còn nhiều nữa. Thế nên là các bác và anh em nào đang có ý định mua mic không dây và đã chú tâm đến dòng sản phẩm Shure UX8 này thì ngay bây giờ gọi điện trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio để đặt ngay cho mình một bộ mic không dây Shure UX8 phiên bản huyền thoại đời đầu, hàng chuẩn loại 1 bên Tùng Audio. Và không còn nhiều hàng để cho anh em lựa chọn nữa đâu, từ giờ đến cuối năm còn thời gian rất ngắn nữa thôi. Nên là các bác và anh em ngay bây giờ hãy gọi điện đi để có ngay cho mình bộ Shure UX8 với mức giá hợp lý 2.300.000 đồng. Ở đây là hình thức của Shure UX8 phiên bản huyền thoại, thì anh em thấy ngay volume to đấy, volume to, mặt màn hình sáng hiển thị cho hai cổng mic khác nhau với cái tông bầu như thế này và với một cái giao diện như thế này. Đây là một cái tông bầu hợp lý nhất với cái dòng Shure UX8 này, rất đẹp mắt. Ngoài ra thì có một cái điểm nhấn, đó chính là phần tay mic. Đây, anh em thấy ngay một cái tay mic của Shure UX8. Tay mic của Shure UX8 là phiên bản màu trắng sữa, không phải là phiên bản trắng bình thường các bạn ạ. Phiên bản này thì lại đẹp, nhìn ở dưới bóng điện nó chiếu xuống thì có lớp lóng lánh, lớp đánh rất đẹp cho anh em với Shure UX8. Tay mic to, đế dài, độ cầm tay chắc là quá chắc chắn rồi, rất đầm cho các bác nhé. Đấy, và bây giờ cùng với em Tùng test thử một chút chất âm của Shure UX8 nào. Alo, alo, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Ok, thử alo qua một số tiếng mic của Shure UX8 thì các bác thấy ngay rằng mẫu này có một tiếng chất âm rất dày, tiếng sáng, nhẹ thanh, dễ hát. Đặc biệt là cái chế độ bắt mic của em Shure UX8 thì cực kỳ tốt, rất ổn định cho các bác. Chỉ cần khẽ thở là tiếng mic nó đã thu được vào với Shure UX8 rồi. Bộ luồng thu rất an toàn với phòng hát gia đình, và đặc biệt anh em đi làm sự kiện thì yên tâm cả về cái chất lượng, độ bền bỉ cao của Shure UX8 mang lại cho anh em. Mẫu này thì luôn luôn có chế độ bảo hành 12 tháng nên các bác và anh em yên tâm cứ nhận hàng, kiểm tra thanh toán sau. Và có một cái chương trình đó là lỗi 1 đổi 1, trong một tháng anh em có thể đổi mới hoàn toàn và miễn phí với Shure UX8 này. Và ngay bây giờ số điện thoại của em sẽ để ngay ở trên màn hình cho anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc qua điện qua Zalo, sẽ có giá cực kỳ tốt với Shure UX8 phiên bản huyền thoại cho anh em chơi phòng hát gia đình nhé. Video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.